Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc tại tỉnh Hải Nam dự hội chợ quốc tế hàng tiêu dùng Trung Quốc Hainan Expo 2023 tại thành phố Hà Khẩu, khai trương khu gian hàng Việt Nam tại hội chợ này và chủ trì hội nghị xúc tiến thương mại đầu tư và hợp tác kinh tế Việt Nam Trung Quốc Hải Nam. Tại lễ khai mạc hội chợ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào về việc hai bên tạo điều kiện tăng cường thúc đẩy thương mại hai chiều theo nhận thức chung tại cuộc điện đàm ngày 4 tháng 4 năm 2023 giữa Thủ tướng hai nước. Hai bộ nhất trí về việc thành lập văn phòng xúc tiến thương mại ở Hải Nam và Thành Đô. Hội chợ Hainan Expo 2023 có quy mô 100.000 m² với trên 2.800 doanh nghiệp tham gia trưng bày đến từ 61 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là một trong 4 hội chợ lớn cấp quốc gia của Trung Quốc, được tổ chức sớm nhất ngay sau khi chính phủ Trung Quốc công bố khống chế thành công dịch COVID-19. Việt Nam có hơn 30 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ngành hàng có thế mạnh xuất khẩu như nông sản, thực phẩm chế biến và hàng tiêu dùng tham gia hội chợ này. Trong bối cảnh xuất khẩu của Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn, các hoạt động xúc tiến thương mại trên thị trường Trung Quốc đã và đang được Bộ Công Thương tập trung đẩy mạnh để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm thêm đầu ra, bù đắp cho sự sụt giảm ở các thị trường chủ lực khác, nhất là đối với nông sản và thực phẩm chế biến của Việt Nam.